Hi, xin chào tất cả các anh chị đã đến với channel của Nga. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách cài đặt của Speaking Pulse nhưng mà phần English Test. Và đầu tiên vào App Store thì mình down. Và mọi người thấy đây là giao diện của Speaking Pulse, nhưng mà mình sẽ chọn cái English Test, cái hình chiếc nón đấy. Và bây giờ mình đang download. Tùy theo tốc độ, nếu như wifi ở nhà mình tốc độ nhanh thì tốc độ nó sẽ download rất là nhanh. Do cái wifi của mình ở lúc này thì nó chậm nên mọi người hãy chờ chút xíu. Và sau khi các anh chị download vô, nếu mà trường hợp các anh chị download trên iOS mà trên iPhone á thì nó sẽ hỏi các anh chị là cái mã mà để mở vô trong App Store đó, thì anh chị mới nhớ cái Apple ID của mình để mà nó có thể download. Và khi mình nhập Apple ID nhớ là phải có Apple ID, còn không có Apple ID thì mình sẽ khó mà được vào lắm. Tại vì iPhone nó quản lý mọi cái dữ liệu mình download vào là trên Apple Store và dựa trên cái mã của Apple ID. Rồi bây giờ mình đã vô được cái giao diện của Speaking Pulse Speaking Pulse Test English Test. Đây là giao diện và mọi người sẽ nhập cho Nga vào trong đây. Thứ nhất chỗ email và password. Khi mà mọi người mua tài khoản thì sẽ có một hai cái số, một cái là cái email và có cái đuôi là sb.bon á, là các anh chị sẽ nhập vô email. Còn cái password là mình sẽ nhập vô cái password y chang của người ta cấp. Và nhớ hai cái này phải luôn luôn nhớ, hoặc là mọi người sẽ ghi vô sổ của mình. Rồi rủi mà có mất thất lại khi mà cài đặt lại máy thì mình sẽ cài đặt được. Và bây giờ mình tắt hết tất cả các trình duyệt. Rồi, Nga đi vô cái Speaking Pulse Test. Đây là giao diện của nó. Nó gồm tất cả các kỹ năng nghe nói đọc viết và từ trình độ A1 cho đến C1. Và mình làm demo cho mọi người xem cái kỹ năng đầu tiên là listening. Good afternoon, and welcome to Cook for You. Today is Wednesday, April 15th. The show is about food that is easy to make. My name is Mary Adams. This is Mark Simpson, and he is a very good cook. Today, Mark will cook vegetables, bake a cake, and make a salad. Hi, my name is Mark, and I love to cook. First, I will cook some vegetables. I buy the best vegetables in the market. Then I wash them. I have a very sharp knife, and I cut all of the vegetables into small pieces. I take a large frying pan and put in some oil and salt. I put in all of the vegetables and fry them quickly. Don't fry them too much, or they will not be tasty. Thank you, Mark. These vegetables are very good. Now, what kind of cake will you bake? I will bake an orange cake. I take flour, oil, water, and sugar. I put everything into a bowl and mix it with a fork. Then I add some orange juice. Don't mix it too much. Now I pour everything into a small baking pan, put it in the oven, and bake it for half an hour. It is very easy to make this cake. Enjoy eating. The cake is delicious. Mark, we all like salads. How do you make a good salad? Salads are very healthy. A salad only takes a few minutes to make. I use very fresh vegetables. I like tomatoes, cucumbers, and carrots. I cut them into large pieces and put them into a big bowl. Then I put on some oil. That's all. It's so easy. Thank you, Mark. These are delicious foods and are very easy to make. Thank you for watching. Our next program will be at 9 o'clock in the morning. Antonio the Great will be on the show, and he will make pizza. See you then.
Và bây giờ thì mọi người sẽ đem demo của phần speaking. Where do you live? Đối với phần này thì mọi người nhớ là có gắn mix vô để mà mình trả lời khi mà người trong cái app người ta hỏi. What do you like to study? What is your favorite food? What do you like to do? Và bây giờ đến phần demo của phần reading. Đối với phần này thì mọi người sẽ chọn một bài và sau đó mình sẽ đọc thông tin của bài reading. Và mình xem cả hình lẫn chữ luôn. Khi mà đọc xong thì mọi người sẽ di chuyển vô cái phần kế tiếp ở phía trên á, có phần mà để đi vô bài ở phía góc bên tay phải phía trên. Thì đó, khi vào trang kế tiếp thì mình sẽ chọn câu trả lời của bài đọc. Thì câu trả lời của bài đọc có nhiều dạng, tùy theo từng cấp độ thì cái thiết kế của người ta sẽ đưa ra khác nhau. Kiểm tra lại vào cái hình của cái kính. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến cái phần kế tiếp, đó là phần writing. Thì đối với cấp 1 A1 á, thì nó sẽ có phần writing rất đơn giản. Kiểm tra chủ yếu là về spelling của từ. Và mọi người cứ gì là đánh vào. Cái phần này rất có ích cho với trẻ con khi mà ở giai đoạn đầu học tiếng Anh. Còn nếu mà lên cấp độ cao thì cái trình độ này và các cái bước thực hiện nó sẽ khó hơn theo đúng như cái cấp độ của mình. Và đây là một cái số hình ảnh mà Nga làm demo cho mọi người xem. Và các anh chị lần lượt sẽ trải nghiệm qua tất cả các trình độ để mình ôn lại cái lượng kiến thức và để mình tiếp tục cái lượng kiến thức ở trình độ của mình và cái mức mà mình muốn để mà thi.